Ok, lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là chín cây cần. Chín cây cần này là cần hai khúc, cần ba khúc. Cần này chuyên cho anh em tới bạo lực nha, một số cây đến cảm giác. Giá cả đều là giá cả cộng ship nha mọi người, không có bao ship được. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi chào mọi người nha, đem lên thứ nhất cho mọi người xem. Đây, cái thứ nhất là một cây hàng của Olympic, hàng nội địa Nhật, có chiều dài là 2m1, cân nặng là 200 g, đọt là 2 ly, đọt là 2 ly, độ cứng từ 30 đến 40. Đây, độ cứng nó đây đó. Độ cứng này khá là nảy nha mọi người, bắt cá khá là phê đó. Đây, hàng Olympic bát tầm mắt này, đây bát máy đây. Sử dụng hàng vàng khoan, vàng phen là phen Fuji nha mọi người. Đây, phen Fuji xứ trắng. Cây này có tổng cộng là 9 phen kể cả đầu bu. Ngoại hình cây này khá là ok, tìm so cho mọi người xem. Rồi cây này có giá là 350 k nha mọi người. Cây này chuyên cho anh em đi câu tra, đi câu biển đó, đi đánh cảm giác, đi câu trên bè đó. Tất cả những cây trên đây là đều là phép hết nha mọi người, chắc lại là phép. Đây, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây 2 độc. Đây, 1m8 2 độc. Cây này còn khá là mới, độ mới cây này em đảm bảo với anh em trên 90%, không được 90% trả rồi em. Cây này gồm hai đọt, là một đọt 10 và đọt đọt 20, một đọt cứng 10, một đọt cứng tầm 20 nha mọi người. Cây này cũng sở hữu dàn phen này, dàn phen Fuji đây. Đây bu đây này, tất cả đều là nguyên quyển hết, không lỗi nha mọi người. Cái nào rỗi cái nào thì em báo cái đó. Bát kẹp Fuji đó, Fuji Japan. Cây này có chiều dài là 2 m, cây này có chiều dài là 1m8, cân nặng là 140 g, đọt là 1 ly 3 đến 1 ly 1, một đọt cứng 10, một đọt cứng 20 đó, có tổng cộng là 10 phen nha mọi người, 10 phen kể cả bu đó. Em đã soi mọi người xem. Cần này mọi người coi là rất là mới. Cây này chia nhanh em câu mè vinh, mè rảnh, đánh câu cá chép, câu trên bè, câu biển đó. Đây, đây cái phần cần ship nha mọi người. Giá công khai cây này luôn 400 k cộng ship. 400 k cộng ship. Tiếp theo sẽ là một cây cái cần Shimano. Cái cần Shimano này có chiều dài là 2m1, nó sở hữu là 12 phen nha mọi người. Cái này số 12 phen, một đọt cứng 50, một đọt cứng tầm 30, một đọt 1 ly 7, một đọt 1 ly 9, một đọt. Cái này cũng là hai đọt nha mọi người. Đây đó, cái này khá, đọt này cứng hơn, đọt này dịu hơn đó. Một đọt cứng 30, một đọt cứng 50. Đem soi cỡ cho mọi người xem đó. 21 nha mọi người đó. Đây phen ở đây, phen này thì nó bị ga ten nha mọi người, nhưng nó rất là chắc. Vậy là phen này là phen Fuji nha mọi người đó. Rồi giá cây này luôn, giá công khai là 450 k nha mọi người. Cây số 3 450 k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây tai qua 2m1, chất liệu là chất liệu phíp đỏ. Đây, cây này sở hữu là 6 phen,
có độ cứng từ 30 đến 50, một đọt từ 80 đến 100, cân nặng là 280 gram. Đó, một ly một đọt, một ly 7, một đọt 3 ly 7. Soi cho mọi người xem. Cây này còn khá là mới, đảm bảo với anh em trên 90%. Đó. Đây, một đọt cấm từ cứng từ 80 đến 100 thì nó sẽ sở hữu đầu bu rồi bu gồng gọc nha mọi người. Khá là cứng. Đây, đọt này khá là cứng. Cứng lắm. Đọt này thì nó dịu hơn. Đó. Hai đầu cứng khác nhau cho anh em đánh tùy chọn. Phen cây này cũng sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji nha mọi người. Đây. Đó. Rồi. Bát là bát Fuji luôn. Bát kẹp Fuji. Rồi, cây này có giá công khai là 450k nha mọi người. Tất cả cây những cây còn lại giá đều công khai là 450k nha. Cây số 1, 2, 3, 4, 450k, cây số 4, 450k. Tiếp theo là cây số 5, cây số 6, số 7, số 8, số 9 là vẫn là 450k nha. Chỉ cây số 1, số 2 là giá khác thôi. Đây, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây 2 đọt. Đây, cây này được quắn dây khá là kỹ xảo nha mọi người, khá là đẹp. Đó. Dây này bên kia họ quắn với em chả biết quắn dây này luôn. Bát là bát kẹp, bát nhôm. Đó. Soi cụ thể mọi người xem. Để cần để mang đi mất ra. Đó. Cây này còn khá là ok nha mọi người. Dàn phen nó cũng đi một số phen đầu nó sẽ bị gia tăng. Vì người ta bên kia người ta đánh biển. Đó. Đó. Một phen bên đây thì bình thường hết, cây phen của cây đọc cứng á, thì bình thường đây. Đó, đem đọc thông số mọi người xem, cây này cân nặng là 320 gram, có tổng cộng là 8 phen kể cả đầu bu, một đọt là 2 ly, 2 ly tư đây, đọt này 2 ly tư. Đó. Một đọt là 3 ly 8 đây, đọt 3 ly 8, đọt này khá là cứng. Thông số cứng là một đọt cứng từ 20 đến 30, một đọt cứng từ 60 đến 80, 2,3 m. Cây này vẫn có giá là hay lòng, cây này vẫn có giá là 450k nha mọi người, giá là giá cộng ship nha. Đó. Tiếp theo sẽ là cây 6, số 6. Cây số 6 là cây 3 khúc nhưng mà hai ngọn. Đây. Em cho mọi người khúc ở trên trước rồi hai ngọn nên em sau sau. Đây. Bát vẫn là bát kẹp nha mọi người. Đó. Hàng này hàng của Olympic 3 m. Hàng nội địa Nhật, lòng hàng Korea xuất Nhật. Đây phen đó đây, đó. Phen dưới đây. Đó. Sở hữu dàn phen vẫn là dàn phen Fuji nha mọi người. Đây. Đó, tổng cộng. Cây này có khối lượng là 460 gram. Một đọt cứng là từ 50 đến 80, một đọt cứng từ 20 đến 50. Một đọt là 2 ly 3, một đọt 1 ly rưỡi nha mọi người. Cây này khá là ok, hai đọt. Cho anh em tùy anh em chọn lựa xây đánh, có thể đánh nhiều được nhiều thể loại nhưng mà ha. Đây đọt này khá cứng, đọt này khá dẻo. Đó, một đọt cứng từ 20 đến 50, đọt này 20 50, đọt này từ 50 đến 80 nha mọi người, khá là cứng. Đây vẫn giá là giá công khai. Đó, công khai cây này vẫn là 450k nha mọi người. Cây số 6 vẫn là 450k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây Olympic 3 m.
Sẵn sẵn sở hữu ra như bát bát là bát kẹp nha mọi người. Đây phiên nữa đây. Phiên là phiên sứ trắng nha mọi người. Đọt đây, đọt nó khá là cứng, khá là dịu. Đọt này cứng tầm 80. Đọt cứng từ 80 đến 100, cân nặng là 230 gram. Đọt là đọt 2 ly 8 nha mọi người. Đó, 3 cúc 3 mét. Giá quảng giá công khai luôn cho anh em là 450k. Hàng này chuyên cho anh em đi đánh ba sa, đánh cá cha. Đó, anh em là mới tập câu thì lấy cây này về đánh bạo lực thoải mái, bao bạo lực luôn nha. Đánh hồ cũng ok. Đó, rồi. Cây này là giá 450k. Tổng set. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây này là 3m3 nha mọi người. Cây này là đây qua. Hàng đây qua 3m3. Bát là bát thu si kẹp. Đây. Cân nặng là 360 gram. Rọt là 3 ly, cứng từ 80 đến 100. Đó. Góc đọc. Ly của góc em đo là 2 ly 3 nha mọi người. Đây, đọc 80 đến 100 khá là cứng. Đó. Cái này vẫn sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji. Đó, phen đề ba khá là bự nha mọi người. Rồi, cây này 3m3, khoảng có giá là 450k cộng ship. Anh em nào đánh cha, đánh bạo lực, tập đánh thì nên săn những cây này đánh. Đánh bao bạo lực luôn. Hay đánh ba sa cũng được. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 9. Cây số 9 vẫn là có độ dài là 3m3 nha mọi người. Đó. Em có một cặp, cái này một cặp luôn, đúng luôn. Đây, phen đó là đọt, vẫn là đọt vậy. Đọt cứng từ 80 đến 100, khá là cứng, khá là ok. Cứng theo kiểu là cứng dịu nha mọi người, không phải là cứng còng luôn nha. Đó. Khối lượng là 380 gram, 360 gram. Đọt là 3 ly, cứng từ 80 đến 100. Đó, đây, nguyên cặp. Cái này thì nó sẽ bị xúc chỉ ở đây một ít, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Đây, bát con là bát Fuji. Phen là phen Fuji. Đây. Rồi, giá vẫn là giá công khai. Giá công khai là 450k cộng ship. Đó, tổng cộng 9 cây cần em lên cho mọi người hôm nay. Chỉ có những cây cần số 1, số 2. Giá sẽ là 350, 400 và phần còn lại là toàn là 450k nha. Giá này chưa bao gồm phí ship vận chuyển nha mọi người. Đó, đó là tổng cộng 9 cái cần.